chào buổi sáng quý nhà đầu tư. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình cà phê trứng xanh duy trì ở trong khoảng thời gian thu hút cả tiền giao dịch, một số câu chuyện về chiến lược giao dịch trên thị trường cơ sở cũng như là trên thị trường future. Ở nhà tư Lê Vinh, anh có hỏi là lúc sau khỏi của nhà tư Lê Hoàng thì giờ đến với nhà tư Phùng Văn Hoàn, tầm này thì mua cổ phiếu nào ạ? Tầm này xin kính chào quý vị khán giả và nhà đầu tư. Vậy là cà phê trứng đã đồng hành được với chúng ta tròn một năm. Trong một năm vừa qua, thị trường chứng khoán có lúc biến động, có lúc vui, có lúc buồn. Tuy nhiên thì chương trình đã mang lại cho chúng ta rất nhiều các quỹ nghị hiệu quả. Đi cùng với đó là những lời giải đáp, phân tích chuyên sâu, giúp giải đáp rất nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thay mặt ekip sản xuất và tổ chức chương trình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý khán giả đã theo dõi chương trình, và hy vọng rằng các anh chị sẽ tiếp tục đồng hành với các cái sản phẩm, dịch vụ cũng như là các chương trình online của SI trong giai đoạn tới.